Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi tin tức Việt Times mới nhất. Quý vị thân mến, vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng khiến một bảo vệ bị đâm chết đang nhận được sự quan tâm sát sao của dư luận hiện nay. Được biết, hai nghi phạm gây ra vụ cướp đã bị bắt. Các đối tượng khai nhận quen nhau trên Facebook qua hội nhóm vỡ nợ làm liều, bàn bạc với nhau lên mạng đặt mua súng để cướp ngân hàng. Sau đây mời quý vị cùng chúng tôi theo dõi toàn bộ diễn biến của vụ việc này. Khoảng 13 giờ 45 phút ngày 22 tháng 11, Trần Văn Trí sinh năm 2001, trú tại thôn Đại La, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng, điều khiển xe máy Air Blade màu đỏ đen đã tháo bỏ biển số chở theo Nguyễn Thanh Cường, sinh năm 1998, trú tại thôn An Phú, xã Quế Mỹ, huyện Quế Sơn, tỉnh Quảng Nam, mang theo súng và dao nhọn đến chi nhánh BIDV Ngũ Hành Sơn, nằm tại số 169 Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để cướp tiền. Sau khi vào bên trong, giả vờ giao dịch để quan sát, Trí bắn liền hai phát súng chỉ thiên để uy hiếp. Khi nhân viên phòng giao dịch giật mình, hoảng sợ, Cường liền nhảy vào bên trong quầy giao dịch, dùng dao kề cổ nhân viên để uy hiếp, buộc giao tiền. Sau phút hoảng loạn, nhân viên kho quỹ lấy lại bình tĩnh, vứt chìa khóa ra ngoài, không đưa tiền và lớn tiếng hô hoán. Biết không thể cướp được tiền và sợ bị phát hiện, hai đối tượng bỏ chạy ra ngoài, lấy xe tẩu thoát. Khi hai đối tượng điều khiển xe chạy được gần 50 m, đến đoạn ngã ba đường Trần Văn Dư, Ngũ Hành Sơn thì xảy ra va chạm với phương tiện khác. Vụ tai nạn làm hai đối tượng ngã xuống đường. Cùng lúc này, anh Trần Minh Thành, sinh năm 1973, trú tổ 13 phường Chính Gián, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng, là nhân viên bảo vệ chi nhánh ngân hàng đuổi theo với mục đích bắt giữ hai đối tượng thì bị Cường dùng dao đâm một nhát vào phía sau lưng rồi bỏ chạy. Do vết thương quá nặng, mất nhiều máu nên nạn nhân đã tử vong khi được chuyển đến bệnh viện cấp cứu. Nhận tin báo, công an phường Mỹ An, đội hình sự công an quận Ngũ Hành Sơn và các lực lượng chức năng thuộc công an thành phố Đà Nẵng đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường, tiến hành bắt giữ Trí. Riêng Nguyễn Thanh Cường bỏ chạy, trốn tại khu nhà hoang bệnh viện phục hồi chức năng cũ, đã bị lực lượng cảnh sát hình sự công an thành phố Đà Nẵng bắt ngay sau đó. Tại cơ quan công an, Trần Văn Chí và Nguyễn Mạnh Cường đã khai nhận do đồng cảnh ngộ, không nghề nghiệp ổn định, mê cờ bạc, cá độ, đá bóng và nợ nần chồng chất, bị chủ nợ truy tìm, nên từ khi quen biết nhau thông qua hội nhóm vỡ nợ làm liều trên mạng xã hội, đến đầu tháng 11 năm 2023, cả hai đã thuê nhà trọ trên đường Đồng Kè, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng để ở chung, tiện lên kế hoạch làm ăn. Ban đầu, cả hai bàn nhau sẽ đi trộm cướp tài sản của nhà dân để tiêu xài, sau đó Cường Trí chuyển sang bàn bạc, thống nhất chơi lớn là đi cướp ngân hàng để nhanh có tiền trả nợ và chơi cá độ. Trước khi hành động, Cường lên mạng xã hội đặt mua một khẩu súng và chuẩn bị một con dao, ba lô, Trí chuẩn bị áo khoác, bịt mặt nhằm tránh bị phát hiện. Khoảng 13 giờ 45 ngày 22 tháng 11, Cường và Trí đến phòng giao dịch chi nhánh ngân hàng BIDV số 169 đường Ngũ Hành Sơn, quận Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng để cướp. Tại đây, Cường đỗ xe chờ bên ngoài cảnh giới, Trí chạy vào bên trong bắn một phát chỉ thiên và dùng súng đe dọa nhân viên ngân hàng để cướp tiền. Tuy nhiên, khi nghe còi báo động, Trí vội chạy ra ngoài, phóng lên xe máy Cường chờ sẵn để tháo chạy. Xe máy của hai đối tượng chạy được hơn 50 m thì bất ngờ bị va chạm, đâm vào một xe máy khác của người đi đường nên cả hai ngã xuống. Thấy vậy, ông Trần Văn Thành, sinh năm 1973, nhân viên bảo vệ của chi nhánh ngân hàng BIDV đã chạy đến, khống chế hai đối tượng thì bị Cường, Trí chống trả quyết liệt. Cường cầm dao tấn công, đâm vào lưng khiến bảo vệ trọng thương. Trần Văn Trí bị khống chế bắt ngay tại hiện trường, còn Cường sau khi đâm bảo vệ Thành đã bỏ chạy thoát. Đến 14 giờ 50 cùng ngày, lực lượng phối hợp gồm phòng cảnh sát hình sự, công an quận Ngũ Hành Sơn, công an phường Mỹ An tổ chức đốt chặn, rà soát toàn bộ khu vực xung quanh khu vực gây án, đã bắt giữ được Cường khi đối tượng đang lẩn trốn tại một địa điểm trên đường Võ Nguyên Giáp, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng. Cũng liên quan đến vụ cướp chi nhánh ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng, người dân sinh sống trên đường Ngũ Hành Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau sự việc hai thanh niên đâm bảo vệ tử vong xảy ra trên địa bàn. Bà Nguyễn Thị Lan, trú tại quận Hành Sơn cho biết, bà vẫn còn rất sốc về vụ việc xảy ra tại ngân hàng bên cạnh nhà. Bà Lan cho hay, ông Thành, bảo vệ bị đâm tử vong, là người miền Nam về đây làm ăn, sinh sống. Ông ấy rất nhiệt tình, khách vào ngân hàng có thắc mắc gì đều được ông giúp đỡ. Chiếc xe máy của ông ấy vẫn còn để đây, thật tội nghiệp. Anh Thanh Tuấn, trú tại quận Ngũ Hành Sơn cho hay, đối tượng lợi dụng lúc ngân hàng đang nghỉ trưa để gây án. Anh Tuấn kể lại, tôi nghe tiếng chi hô cướp thì chạy ra. Lúc này chú bảo vệ cùng người dân đuổi theo tên cướp. Xe của chúng tông vào chiếc xe máy khác, ngã nhào. Nhân viên bảo vệ lao vào đạp tên cướp, nhưng bị chúng tấn công lại. Sự việc diễn ra rất nhanh, chỉ thương chú bảo vệ. Vụ cướp ngân hàng đặc biệt nguy hiểm kể trên đã để lại hậu quả làm những người ở lại vô cùng xót xa, tiếc nuối, đặc biệt là gia đình của nạn nhân. Tại nhà tang lễ, dòng người đến thăm hỏi động viên gia đình ông Trần Minh Thành, 50 tuổi, trú tại quận Thanh Khê, nhân viên bảo vệ tử vong trong vụ cướp ngân hàng ở Đà Nẵng mỗi lúc một đồng. Cơn mưa phùn đêm khuya khiến không khí càng trở nên ảm đạm, buồn bã. Vừa từ thành phố Hồ Chí Minh về Đà Nẵng chịu tang cha, chị Minh Anh, con gái ông Thành, chưa qua được cơn sốc. Nhìn cha nằm trên chiếc giường trong nhà tang lễ, vẫn là cha ở đó nhưng lại im lặng đến đau lòng, chị nghẹn lòng. Mẹ của chị đang đón xe từ Cần Thơ lên thành phố Hồ Chí Minh để đón chuyến bay về Đà Nẵng trong đêm. Ông Huỳnh Minh, 65 tuổi, anh rể ông Thành cho hay, ông Thành là người Đà Nẵng, lấy vợ ở Sóc Trăng và sinh sống ở quê vợ. Khi dịch bệnh bùng phát, ông Thành thất nghiệp nên về Đà Nẵng để mưu sinh bằng nghề sơn vôi rồi xin làm bảo vệ. Tại Đà Nẵng, ông ở trọ một mình vì vợ là một giáo viên nghỉ hưu, vẫn ở Cần Thơ để chăm lo nhà cửa. Ông Minh cho hay, vợ tôi, chị gái Thành, nghe tin chạy ngay đến bệnh viện khóc ngất. Tôi cũng sốc, lần cuối tôi gặp em rể là lúc nhờ sửa nhà bị thấm nước, em rể có hứa nhưng rồi chưa kịp sửa thì... Đau lòng vì mất đi người đồng nghiệp, ông Nguyễn Đạt, Chánh văn phòng công ty cổ phần dịch vụ bảo vệ an ninh cho hay, ông Thành mới vào làm việc ở công ty gần 3 tháng. Ở công ty, ông Thành là người rất nhiệt tình, sống chân thành vui vẻ. Kể cả phòng giao dịch ngân hàng, nơi ông Thành làm bảo vệ ai cũng thương. Về hành động quyết liệt bắt kẻ cướp của người đồng nghiệp, ông Đạt bày tỏ rằng ông Thành là tấm gương dũng cảm. Nhằm chia sẻ mất mát với gia đình nạn nhân, tối ngày 22 tháng 11, Đại tá Nguyễn Văn Tăng, Phó Giám đốc Công an Đà Nẵng, cùng lãnh đạo Ủy ban Nhân dân quận Ngũ Hành Sơn, lãnh đạo Công an quận Ngũ Hành Sơn đã đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ 25 triệu đồng cho gia đình nạn nhân. Ngoài sự hỗ trợ trên, ông Đoàn Trọng Trung, Giám đốc chi nhánh Ngân hàng Chính sách Xã hội thành phố Đà Nẵng cũng cho biết sẽ hỗ trợ gia đình ông Thành 5 triệu đồng để lo hậu sự. Liên quan đến vụ cướp chi nhánh Ngân hàng BIDV Ngũ Hành Sơn, nhiều người thắc mắc hành vi của hai nghi can cướp ngân hàng sẽ đối diện với tội danh và khung hình phạt nào. Theo luật sư Việt Vương, đoàn luật sư thành phố Đà Nẵng cho biết, trong vụ việc này, các đối tượng chưa đạt được mục đích chiếm đoạt được số tiền, chưa có số tiền bị chiếm đoạt nhưng đã hoàn thành về mặt hành vi đe dọa, dùng vũ lực để uy hiếp nhân viên ngân hàng nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản. Bởi lẽ khi vào bên trong ngân hàng, một đối tượng đã cầm súng và bắn một phát chỉ thiên để uy hiếp nhân viên cùng bảo vệ tại đây. Đối tượng còn lại thì cầm dao đến quầy nhân viên giao dịch đe dọa buộc đưa tiền. Đây là hành vi đe dọa dùng vũ lực ngay tức khắc, làm cho người bị tấn công lâm vào tình trạng không thể chống cự được. Nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản, có dấu hiệu cấu thành tội cướp tài sản theo quy định tại Điều 168 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Trường hợp quá trình điều tra có căn cứ xác định được số tiền muốn chiếm đoạt của các đối tượng, thì đây là căn cứ để định khung hình phạt. Cũng theo quy định, nếu các đối tượng có sự bàn bạc, chuẩn bị từ trước, có sự phân công nhiệm vụ thì được xem là hành vi phạm tội có tổ chức. Mức phạt quy định là phạt tù từ 7 năm đến 15 năm. Nếu số tiền chiếm đoạt từ 500 triệu đồng trở lên thì người vi phạm có thể đối diện với mức hình phạt từ 18 năm đến 20 năm tù hoặc chung thân. Bên cạnh đó, theo Điều 57 Bộ Luật Hình sự năm 2015, người phạm tội chưa đạt phạm những tội có hình phạt là tù có thời hạn thì mức phạt không quá 3/4 mức phạt tù mà điều luật quy định. Do vậy, với việc chưa lấy được tài sản, đối tượng có thể được áp dụng chế tài dành cho người phạm tội chưa đạt theo điều luật này. Ngoài ra, trong quá trình thực hiện hành vi, một đối tượng đã chống trả, dùng dao đâm người bảo vệ dẫn đến tử vong. Đối với hành vi này thì cần phải làm rõ khoảng cách truy đuổi, vị trí tác động để xác định động cơ, mục đích thực hiện hành vi của đối tượng. Nếu đối tượng có đủ điều kiện để bỏ trốn nhưng vẫn dừng lại để tấn công vào vùng trọng yếu của người bảo vệ dẫn đến tử vong thì có thể bị xử lý với tội giết người theo quy định tại Điều 123 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với khung hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình. Không chỉ vậy, trong vụ việc này, các đối tượng còn dùng súng để thực hiện hành vi phạm tội. Theo đó, cơ quan điều tra cũng có thể xem xét, điều tra, làm rõ việc các đối tượng này sử dụng súng này là loại súng gì, có phải là vũ khí quân dụng hay không, hoặc có các tính năng, đặc tính giống như một vũ khí quân dụng. Nếu có đầy đủ yếu tố cấu thành, các đối tượng này còn có thể bị khởi tố thêm tội chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt vũ khí quân dụng, phương tiện kỹ thuật quân sự theo quy định tại Điều 304 Bộ Luật Hình sự năm 2015 với mức phạt tù từ 1 năm đến 7 năm. Thời gian gần đây, thường xuyên xảy ra những vụ cướp ngân hàng táo tợn được thực hiện bởi những đối tượng quen nhau qua mạng xã hội, các hội nhóm, những người vỡ nợ muốn làm liều. Những đối tượng làm liều đều bị bắt nhanh chóng, phải trả giá sau song sắt, nhưng hội nhóm vẫn còn nguyên. Phó giáo sư tiến sĩ Trương Văn Vĩ, giảng viên xã hội học tội phạm Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nhiều vụ cướp do các đối tượng quen, bàn bạc, rủ nhau qua các nhóm trên mạng xã hội là thực trạng đáng báo động và cho thấy một mặt trái khác của mạng xã hội đang ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống, đặc biệt của thanh thiếu niên. Những người có tâm lý tiêu cực dễ phát sinh động cơ xấu, vi phạm pháp luật. Những người ban đầu không có động cơ gì, nhưng sau khi tham gia nhóm, tiếp xúc với những người có tâm lý tiêu cực, động cơ xấu sẽ rất dễ bị lôi kéo. Theo Phó Giáo sư Tiến sĩ Trương Văn Vĩ, thế nên người sử dụng mạng xã hội phải tránh tham gia các hội nhóm có nội dung xấu, độc hại. Khi tham gia các nhóm như thế sẽ dễ bị những người khác kích động. Có thể bản thân mình chưa có ý định thực hiện hành vi phạm tội, nhưng khi vào các hội nhóm như vậy sẽ bị rủ rê cộng với hoàn cảnh thực tại, sẽ thúc đẩy hành vi phạm tội cao hơn. Thượng tá Nguyễn Ngọc Nam, trưởng công an huyện Hóc Môn cho biết, qua vụ việc cướp ngân hàng ở huyện Hóc Môn cho thấy nhóm vi phạm pháp luật đã lợi dụng mạng xã hội để kêu gọi, cầu kết với nhau. Thượng tá Nam chia sẻ, qua vụ việc này chúng tôi khuyến cáo nơi giao dịch về tiền như là các tổ chức tín dụng cần phải củng cố, tổ chức lực lượng bảo vệ chặt chẽ, phòng ngừa sự việc đáng tiếc tương tự. Những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình của chúng tôi. Tất cả những tin tức mới nhất của vụ cướp ngân hàng tại Đà Nẵng sẽ được chúng tôi tiếp tục cập nhật. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.